Ok, hay chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Giang Hữu đây, và đây là video cùng chơi game Pokemon Black 2. Rồi, thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình bắt con bướm lửa của vùng Unova này, ok. Rồi, vậy thì video này mình sẽ chịu theo ý các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắt con bướm lửa Volcanora, đúng không? Ok. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ bay về cái nơi mà tổ chức các giải đấu tournament á. Đây, mình sẽ đi qua bên trái ở đây, có cái hang ban đầu là bị chặn đúng không? Hang relic ban đầu là bị chặn nhưng mà bây giờ là có thể vô được rồi. Ok, rồi Mark Rebel liền. Ok. Tôi ở đây săn tìm shark để đổi vài chiêu cho Pokemon. Thường thì tìm kiếm được trong đám bụi, hiếm khi tìm được một con Pokemon nữa. Ok. À, chia nhiều đường thế. Ồ, có Chen ở trong này nữa à. Tôi nhanh luôn nha. 32, what? Sao lại 32? Ok, khỏi đổi luôn. Level quá cách biệt rồi. Ok, đi bên phải đúng không? Đẩy cục đá này. Đùng. Ok. À, go đạt. À, nãy khỏi đổi luôn cũng được. À, mình quên, level cách biệt quá, mình đánh cái nó cũng chết rồi. Ok. À, ủa sao lại ra khỏi hang ta? Từ từ đi, đường trên còn gì không? Mấy người này bây giờ mình đánh cũng không có bao nhiêu điểm hết. Thôi kệ, đánh đi. Bỏ sót mất công. Raticate. Ok. Item. Routine. Tăng sức tấn công vật lý nhưng mà bây giờ là hết dùng được rồi. Oh, come on. Iron Defense. Bắt. Lên đường. Ôi. À, lưu sát, mình tưởng mình gặp con qua con Pokemon hoang dã chứ. Đồ thì ok. Cái lưu sát nữa. Bơi thử xem có gì không. Big Bird. Hết rồi. Ok.
lại chia đường nữa à. Ở đây nó chia đường cũng khá nhiều. Lên đường. Green shark, một mảnh màu xanh lá cây. À, đẩy cục đá ở trên hả? Ok. Nhiều đường thế nhờ. Quách chó. Lên đường. Yellow shark. Ui. Từ từ, đụng nó mất công, đánh vô trận đánh nó mất thời gian lắm. Né đi. À, đây là có một lối thông qua một cái nơi khác. Từ từ đã, mình đi hết chỗ này coi còn. Ok. Tâm linh hả? Rồi, tâm linh là lên đường chắc rồi. Exeter. Ô, con này hệ ma. Ôi, từ từ. Khoan đẩy. À, phải đẩy. Không nhìn thấy cái lỗ. What the hell. Ok. À, đây là nơi bắt con Volcarona nè, nhưng mà mình đi ở đường dưới chứ, đi ở dưới còn một đường nữa, khám phá hết cái đã rồi bắt sau. Đây này thông qua đâu? Ôi vãi, thôi bắt đi, bắt xong rồi đi chỗ này sau, này có khá nhiều đường. Phải đây bắt ông ta. What the hell, lại chia tùm lum đường hết. Đây. Mình sell lại cái. Rồi, vô. Volcarona, bướm lửa. À, cut. Hy vọng nó không chết. Ok. Tiếp theo, cho nó một phát Thunder Wave, sau đó ta sẽ bắt. Ui. Rồi, bắt. À, mình đang chơi vào ban đêm cho nên Dust Ball. Cứ thế mà bắt thôi. Hè hè. Ôi.
cách biệt level khá nhiều, cho nên là mình nghĩ là bắt không khó đâu. Ok, tôi nhanh luôn. Yeah, mới giờ tôi nhanh xong. Pokemon mặt trời. Rồi, mình sẽ khám phá tiếp cái hang này nha. À, item. Oh, come on, Ultra Ball. Rồi, khám phá cái đường dưới. Ok, còn cái đường dưới chưa đi. Đây. Coi coi có ai tầm hay là cái gì ngon ngon ở trong này không. À, phải đẩy nó qua. Ok. Chia nhiều đường quá. What? What? Oh! Ultra Ball, come on. Rare Candy ngon, cái này ngon. Cái này là ngon. Rocky Helmet. Một cái mũ bằng đá. What the hell? Cái gì đây? Để mình coi thử nó là cái gì nha. Một cái mũ. Helmet là cái mũ, cái nón bảo hiểm á. Pokemon cầm vật này sẽ nhận sát thương thì kẻ gây sát thương sẽ chịu. À, hiểu hiểu, giống như là khi mà mình đội cái nón bảo hiểm á, cái người khác lấy tay cốc vô đầu mình cái thì mình cũng đau, nhưng mà cái tay họ cũng đau, ý là vậy. À, một item khá là hài hước. Escape rope. Ồ, lại một đường thông qua nơi khác nữa. Ok. Gì đây? Ok, 48 điểm. What the hell? Một hòn đá cứng, hard stone. Tờ còn chỗ nào chưa đi không? Cấp thấp dữ người ta, bây giờ cấp 18 mà. Ở trên có một cái item. Khỏi đấu đi, mấy ông này đấu level thấp quá, điểm không có bao nhiêu, tiền cũng không có bao nhiêu, thôi đi luôn cho rồi. What the? Cống ngầm. À, cống ngầm. Cống ngầm ở thành phố Castilla. Một cái Miracle Seed. Hạt Miracle. Ok, rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn bắt xong Pokemon bướm lửa Volcarona. À, và video này của mình có lẽ cũng sẽ ngừng lại ở đây. Ở video sau thì có lẽ là mình sẽ bắt
Richard Rock, Richard Steel và Rich Chai của vùng Hoen. Ok. Rồi. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ video này đến cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Gấu Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Ủa quên, mình phải về kiểm tra con bướm nữa. Như là mỗi lần mình làm mà mình bắt một Pokemon huyền thoại hay là một Pokemon hiếm nào đó thì mình sẽ kiểm tra coi chỉ số của nó cho các bạn xem đúng không? Quên, sorry anh em. Cho nguyên hiệu gì không? Ok. Rồi, cất tạm một con vô. Đây. Rồi, tính cách cẩn thận. Công và thủ phép cao. Còn những cái kia thì bình thường, tốc độ cũng bình thường. Chiêu bị động là Flame Body, là thân hình bốc lửa, thân hình lửa. Chạm vào Pokemon có thể bị bỏng, tức là những Pokemon nào mà dùng các đòn tấn công vật lý thì có thể sẽ bị trạng thái bỏng lửa. 4 chiêu Twin Shot, chiêu này quá quen thuộc rồi, giảm tốc độ. Lead Fly, hút máu, nhưng mà 20 sát thương thì hút rất là ít. Gust, 40 sát thương, phép hệ bay. Fire Spin, con này 4 chiêu thì chiêu nào cũng cùi bắp. What the hell, ok, rồi mình đã kiểm tra xong. Bạn nào xem mà thấy thích thì để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh cho mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Oh yeah.